Giá bán trung bình của một ngôi nhà ở vùng GTA đạt mức 1.122.000 vào tháng 3 năm nay. Trong khi đó, năm 2014 giá chỉ có 558.000, tăng hơn 550.000 trong 10 năm vừa qua. Thị trường Toronto, nơi giá trung bình tăng lên từ 597.400 vào năm 2014 lên 1.087.000. Mississauga, 497.000 lên 1.056.000. Brampton, 431.000 lên 1.028.000. Thành phố Oakville giá trung bình 813.000 tăng lên 1.486.000. Thành phố Vaughan giá trung bình tăng lên từ 706.000 lên 1.304.000. Markham tăng từ 696.000 lên 1.167.000. Whitby từ 416.000 lên 1.041.000 vào năm 2024. Trung bình sau 10 năm giá nhà tăng lên hơn gấp đôi. Theo Quang Lâm, đầu tư vào bất động sản luôn là lựa chọn tốt và an toàn.